Xin chào tất cả mọi người. Thì rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Thì hôm nay là Hải đang có mặt tại đường Tôn Đức Thắng. Thì hôm nay thì mời tất cả mọi người đêm ngày hôm nay cùng đi dọc bờ Thủ Thiêm 2 cùng với Hải. Thì mình hướng lên công viên Bến Bạch Đằng nhá. Thì tối ngày hôm nay thì tối ngày thứ 6. Hiện tại là bây giờ là gần 9 giờ tối rồi. Thì tối ngày hôm nay thì cũng rảnh rỗi, thì mình cùng mời tất cả mọi người cùng đi dạo đêm cùng với Hải tại trên cầu Thủ Thiêm 2, mình lên tới công viên Bến Bạch Đằng nhá. Thì ở đây thì một cái không gian đi lại rất là mát mẻ và dễ chịu mọi người. Nhưng mà Hải cũng đang thắc mắc một xíu là cái khu vực này nó có cái trụ điện nằm ngay dưới đường như thế này thì nó hơi bất tiện nhá, không hiểu là thiết kế như thế nào nữa. Đấy, cực kỳ là nó bất tiện cái chỗ này. Đấy, khu vực sông Sài Gòn này thì mọi người đang đứng câu cá này, rồi đi dạo đêm. Một cái mảng xanh thì rất là tốt nhưng mà không có rác nữa. Đấy, thùng rác để đây rất là gần luôn, tầm khoảng 50m để sẽ có một cái thùng rác. Thì dọc ngoài bên bờ sông Sài Gòn mọi người, thuyền thì đang đi rất là nhiều. Ở bên trên kia thì có hai chiếc thuyền há mồm đang chở du khách đi tham quan cũng như là thưởng thức ẩm thực ở trên thuyền đó. Thì mọi người có thể bớt chút thời gian để mình trải nghiệm thử đi thuyền xem thế nào nhá. Giá vé thì khoảng 500.000 đó, bao gồm ăn và đi tham quan. Thì đối với cái giá vé như vậy thì những người mà có nguồn thu nhập thấp như Hải thì thấy nó khó khăn thôi, chứ còn những người mà có nguồn thu nhập cao hơn thì thấy nó cũng bình thường thôi. Như Hải thì Hải chỉ có trải nghiệm mà đi thử xe bớt tàu thủy thôi. Thì giá vé nó rẻ, thì nó rơi vào khoảng 15.000 một vé thì mình trải nghiệm được. Thế thực sự mà nó cao quá là không có điều kiện kinh tế đâu mọi người. 500.000 là cũng là một cái khoản tiền tương đối là lớn. Đấy, mọi người thấy không? Đang chạy tập thể dục, đi dạo. Nhà Hải hôm nay cũng đang đi dạo đây. Đây cũng mặc đồ thể thao đi chơi cho nó mát mẻ dễ chịu. Về đêm thì mọi người nhìn thấy là Sài Gòn về đêm rất là đẹp. Đấy, phía xa kia là tòa nhà Vietcombank này, Vitexco, một khách sạn 5 sao nằm ngay trước của tượng đài Đức Thánh Trần. Bên này Lotte Hometown này. Đấy. Bên này là một nhánh của cầu Thủ Thiêm 2 mọi người. Đi khu vực này thì qua của Thủ Đức, từ quận 1 qua Thủ Đức này, và có thể là đường Tôn Đức Thắng. Khu vực này ngày trước Hải nghe nói đây là bến tàu, bây giờ thì chưa khai thác rồi. Khu vực này mà làm cái chỗ khu vui chơi cũng được, bây giờ cho thuê kinh doanh mặt bằng bán nước đó, thì cũng tương đối là được đó. Ổn. Ở đây mà cho bán là đông khách lắm á. Ừ. Ngày xưa là nó cho đi con được, nhưng bây giờ nó rào luôn rồi. Ngày xưa là hai cha đây ngồi uống nước này. À, khu vực này cây cối trồng xanh rất là xanh tốt đấy. Hả? Ờ thì đấy, chào qua đấy đó. Nếu mà muốn đi qua, mà đi qua đấy làm gì đâu. Thường ra đấy người ta chụp hình thôi chứ có gì đâu mà đi. Ờ thì đó là một cái không gian rồi. Muốn trải nghiệm thử không? Không có gì đâu mà trải nghiệm. Đấy, mọi người thấy hai bên đường xe cộ thì rất là nhộn nhịp. Đấy, bên này để có xe buýt 2 tầng này. Hãy thấy là đa phần là du khách mà trải nghiệm đi xe buýt 2 tầng tại chúng ta Sài Gòn này rất là thích thú nhá. Ai cũng cầm trên mình một chiếc điện thoại, sau đấy ghi hình lại những cái tấm hình đẹp nhất, sau đấy mình đăng lên mạng để khoe với tất cả mọi người. Không khí mát mẻ dễ chịu quá. Cũng là tối ngày hôm nay để đi phù hợp với đi dạo á.
Đấy, cô chú anh chị mình ở cuối tuần này tranh thủ đi dạo ấy. Đấy, đi dọc này đấy, đường xá thì nó cũng sạch sẽ, tương đối là rộng luôn á, một không gian đấy, không có xe cộ leo lên nó cũng đỡ. Ở bên này thì có những cái cây xì cổ thụ này, hôm trước thì mọi người kéo lâu, cái này không một năm rồi mọi người bảo là đốn bỏ những cái này, nhưng mà thấy để giữ lại thì nó cũng tốt hơn. Thứ nhất là nó chống sạt lở, thứ hai là có cái bóng mát để cho mình đi lại một khi mà trời nóng á. Nếu mọi người biết trời nóng ở Sài Gòn nó khó chịu lắm. Mấy ngày hôm nay nóng dã man luôn á. Đây, cô đang chạy thể dục. Ở đây có anh Grab nên là rất cái mũ ấy. Mà quay lại lấy, ui cô chạy nhanh dữ. Cái này nhìn cô lóng ngóng như kiểu mới về nước hay sao. Nhìn đang khá lóng ngóng, nếu người Việt mình thì sẽ khác không? À đúng rồi. Đấy. Kiểu người Thái hay sao? Khu vực này mà thấy có chiếc được cắt thì rất là gọn gàng, cực kỳ đẹp, đêm để cho mình có thể đây. Nói chung là một không gian cực kỳ đẹp. Cùng khu vực này thì cũng cấm bán hàng rong á, đô thị làm rất là căng, không cho bán hàng rong. Đây, cái chỗ này thì chắc cũng rất là lâu rồi, tôi quay cho mọi người lại đêm đi dạo như thế này. Một cái góc view rất là đẹp, hai tượng đài Đức Thánh Trần cũng như là khu công viên Bến Bạch Đằng, ở bến tàu, ga tàu Bạch Đằng luôn. Sao mỏi chân chưa? Chưa. Đấy, cho khu vực này mọi người, lượng xe cộ di chuyển rất là nhiều đây, vì đây là một cái vòng xoay tương đối là lớn. Đấy. Về như là về đường Hai Bà Trưng, đường Tôn Đức Thắng, rồi đường Ngô Đức Kế. Đấy, mọi người này, đấy, về đêm này, ga tàu phí Bạch Đằng, mọi người đang còn vào rất là nhiều, nhất là giới bạn trẻ này. Thì bây giờ mình cùng đi qua bên ga này một xíu. Ui, đây có một cô em mà mới lên tàu hay sao, nhìn mặt là ngáo ngáo. Ui, mát quá, để chịu cực. Người đang uống cà phê này, cũng như là đang đứng chờ tàu để lên tàu trải nghiệm.
Đây, mình cùng qua xem tàu thế nào nha. Đây, tàu bắt đầu khởi hành này. Rất là nhanh. Đến 9 giờ tối như là tàu vẫn còn chạy sao ấy. Bên này là cà phê nha mọi người, về đêm rất là nhộn nhịp đây, cực kỳ đông luôn á. Đây, thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi tiếp nhé. Anh góc view này mọi người nhìn nào, nhìn nó chẳng kém gì so với bên nước ngoài luôn ạ. Nó cực kỳ đẹp và góc view rất là đẹp luôn. Tối hôm nay là chưa đông người nhiều cho lắm đâu. Thường thường những ngày cuối tuần như thứ bảy và chủ nhật thì khu vực này cực kỳ đông luôn. Tàu khởi hành xong rồi tàu lại về đón khách. Đây thì hiện tại thì mình đang có mặt tại công viên Bến Bạch Đằng. Tối ngày hôm nay rất là đông luôn. Mình sẽ đi dạo dọc bờ sông này một xíu. Con với bé ba mua. Hai anh em mình vô chụp bôi hả? Chụp nâng cây trước một bên đấy. Rất là điều dĩ nhiên. Ui, lên trên này gió mát lắm. Gió mát ghê. Mà tối hôm nay rất là đông. Đi không nổi luôn kìa, gió.
Và hiện tại tối hôm nay thứ sáu mọi người thấy rất là đông nha, cực kỳ đông luôn. Đây, bây giờ thì mình cùng chờ để qua đường nha mọi người. Du khách nước ngoài họ cũng biết đường là cách qua đường này. Đây, cùng ấn chuông nhưng mà hình như là ở đây. Rồi có đèn rồi, mình cùng qua đường nha. Đây có 4 du khách nước ngoài này đang chờ để qua đường. Mà mỗi lần qua đường tại này nó khó lắm, thấy mà không? Phải chạy nhanh như kiểu rất là cực. Mọi người theo du khách nước ngoài họ chỉ cho người Việt Nam biết luôn á, hiện tại là đang đèn xanh dành cho người đi bộ mà xe cố gắng đi qua đó. Ồ, đây có massage này mọi người thấy không? Em út đang ngồi đây này, đây, đang ngồi ngay con sư tử đá đấy. Dòng này toàn khách sạn VIP, khách sạn là 5 sao thôi. Có đây là khách sạn này, này là khách sạn 4 sao này, có tổng cục du lịch Việt Nam số 17 Tôn Đức Thắng. Trong view này rất là đẹp, chỗ này thì nó hơi sang trọng một xíu. Đây là con đường Tổng Trường Mê Linh giao nhau đường Tôn Đức Thắng đấy mọi người. Đây, lượng xe cộ đi lại nữa này rất là nhiều. Và tiếp theo là mình tới với con đường Ngô Đức Kế nha. Ngô Đức Kế thì bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng và ra đến đường Hàm Nghi luôn á, nó mới hết. Còn góc view này rất là đẹp, về đêm cực kỳ đẹp luôn. Góc này kiểu thiết kế nó kiểu như từ Pháp ấy, thì nó khác biệt hoàn toàn luôn á. Bên này thì có một cái quán bia nhỏ, có bia Sài Gòn, cái này là bia tươi luôn. Đây, tiếp theo là mình tới với một khách sạn 5 sao mà có vẻ là đang trong quá trình sửa chữa nên hiện tại cũng khá là lâu. Đấy, có một không nhầm thì ý lúc 2 năm rồi đấy. Đến bây giờ thì vẫn chưa xong nhà một khách sạn 5 sao. Đấy, ngay góc này. Còn đây là tòa nhà Vietcombank phía trước đây mọi người.
cũng là một cái địa sức hút tại khu vực này. Tòa nhà khá là cao.